Ngày 31 tháng 3, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025, với sự tham dự của 800 đại biểu doanh nhân trẻ tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đến dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Đảng, nhà nước và cộng đồng xã hội luôn tin tưởng rằng với nhiệt huyết, trí tuệ, hoài bão và lòng tự hào dân tộc, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục vươn tới những thành công mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, nhà nước và nhân dân dành cho lực lượng thanh niên trẻ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, tôi xin chúc mừng những doanh nhân trẻ được Đại hội Hiệp thương bầu vào Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025. Tôi mong rằng Ủy ban Trung ương Hội khóa 7 sẽ kế thừa những kết quả kinh nghiệm của những kỳ qua, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của doanh nhân trẻ cả nước. Nhìn lại chặng đường 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2018-2021, với khẩu hiệu Doanh nhân trẻ Việt Nam tiên phong đổi mới, kiến tạo giá trị, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có những bước chuyển biến đáng kể về chất lượng. Hoạt động hội có nhiều đổi mới, bám sát chương trình hành động đã đề ra trong nhiệm kỳ. Đại hội đã thông qua báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 6 tại Đại hội lần thứ 7 và xác định mục tiêu công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ trong nhiệm kỳ 2022-2025 với các hoạt động trọng tâm như đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp hội viên trong kỷ nguyên số, hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, đoàn kết tập hợp mạng lưới và thúc đẩy giao thương doanh nhân trẻ Việt Nam với khu vực và quốc tế, hỗ trợ thanh niên và doanh nhân trẻ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các hoạt động an sinh xã hội. Đại hội đã tiến hành giới thiệu hiệp thương bầu 153 ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7 và ban kiểm tra Ủy ban Trung ương Hội gồm 7 anh chị. Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ nhất khóa 7 đã hiệp thương chọn cử đoàn chủ tịch gồm 55 anh chị, trong đó thường trực đoàn chủ tịch gồm chủ tịch và 17 phó chủ tịch. Đại hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ này thể hiện một cái sức sống rất là mãnh liệt. Các cái doanh nhân mà tham gia vào lãnh đạo của hội đều là những doanh nhân trẻ và có uy tín, có những cái hoài bão và có những cái cống hiến rất là mãnh liệt cho cái hoạt động phong trào của doanh nhân trẻ. Và tôi kỳ vọng rằng là với cái lớp trẻ, sức trẻ trong cái phong trào doanh nhân và nhiệm kỳ này thì sẽ góp phần là nâng cái vị thế của doanh nhân trẻ Việt Nam và đồng thời là đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của các doanh nghiệp cũng như sự phát triển của kinh tế, xã hội và đất nước. Tham gia các kỳ đại hội mới, tôi thấy thay đổi rất là nhiều. Có những doanh nhân mới, những nhân tố mới, những F1 đã tham gia. Thì hy vọng những cái lớp trẻ sẽ một cái nhiệt huyết hơn, một sự lan tỏa làm cho cộng đồng doanh nhân trẻ càng ngày càng mạnh hơn nữa. Đặc biệt là trong cái năm vừa qua là dịch Covid đã làm cho cộng đồng doanh nhân trẻ là coi như là rất là khó khăn. Nên hôm nay là nhân cái dịp đại hội này cũng mong muốn chủ tịch và ban chấp hành mới đã cố gắng làm sao mà xây dựng một cái cộng đồng doanh nhân trẻ càng ngày càng phát triển và sự lan tỏa là rất là uy tín và có hiệu quả hơn nữa. Khi mà được thường trực của nhiệm kỳ 6 giới thiệu vào tham gia thường trực của nhiệm kỳ 7 thì tôi kỳ vọng rằng là trong cái nhiệm kỳ 7 này thì Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ có những cái bước đột phá, nhất là các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, thì cái phong trào của hội ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là đang lắng xuống, nên là cũng với một cái kỳ vọng là sẽ vực dậy cái phong trào Hội Doanh nhân trẻ của các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Đối với nhiệm kỳ này thì thứ nhất là tôi thấy cái lực lượng nhân sự mới khá nhiều và các bạn đa số là những người có tâm huyết với cái phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam, và đặc biệt là cái tâm huyết đóng góp vào cái sự phát triển chung của đất nước thông qua các cái công việc kinh doanh của những doanh nhân trẻ. Do vậy tôi nghĩ rằng cái với cái sức trẻ về cái siêu nhân tố mới, tôi nghĩ rằng nó sẽ có những cái đột phá, những cái thay đổi rất là mới, phù hợp với cái xu thế phát triển chung của doanh nhân trẻ thế giới và cái nhu cầu phát triển chung của đất nước. Với vai trò là chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là tham ban chấp hành mới của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, thì tôi cho rằng cái chương trình hành động quan trọng nhất
đó là sự kết nối các cái thành viên của cái khu vực phía Nam, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là nòng cốt, để tạo ra những cái sự đột phá, những cái hướng đi mới, và đặc biệt là tạo ra những cái giá trị cho hội viên và là những nhân dân trẻ của cụm phía Nam để phát triển và có những cái kết nối sâu hơn về mặt kinh doanh cũng như về những giá trị của cộng đồng nhân dân trẻ. Với danh sách ban chấp hành tham gia trong nhiệm kỳ 7 lần này, tôi hoàn toàn kỳ vọng vào những cái sự đổi mới, sáng tạo và sự lồng ghép giữa cái sự kế thừa của phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam với 29 năm qua. Và tôi hoàn toàn tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới đầy năng động, sáng tạo và tạo những cái giá trị rất là tốt cho cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam và cho cả xã hội. Từ kinh nghiệm của nhiệm kỳ 6 thì tôi tin rằng nhiệm kỳ 7 với sự trải nghiệm từ 3 năm đại dịch và với tất cả những cái sự cơ cấu mới, vừa có trẻ, vừa có những cái nhân tố truyền thống lồng ghép, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng sự lan tỏa những cái giá trị của doanh nhân trẻ Việt Nam đến toàn quốc, và thậm chí chúng tôi còn đặt kỳ vọng là sẽ vươn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Hiện nhiệm kỳ 7 của chúng tôi là đưa lên rất nhiều cái kỳ vọng đã phát triển phong trào doanh nhân trẻ trong thời kỳ thay đổi. Vậy thì cái nhiệm kỳ 7 thì đa số chúng tôi đưa ra những cái nhiệm vụ là giúp đỡ các doanh nhân trẻ khắp các tỉnh thành để vực dậy cái nền kinh tế sau thời kỳ Covid, và đồng thời đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp của cộng đồng doanh nhân trẻ và kết nối phát triển sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau để giúp cho doanh nghiệp tiêu thụ được sản phẩm của nhau và giúp nhau vượt qua mọi khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng Covid. Và kế hoạch của tôi là đồng hành với chủ tịch cũng như là đoàn chủ tịch của Ủy ban Trung ương Hội cùng nhau đẩy mạnh phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam phát triển và kết nối với các bạn trẻ để có tính kế thừa và cũng như xây dựng phong trào khởi nghiệp, và nhất là xây dựng các thương hiệu của doanh nhân Việt Nam và đồng hành với chính phủ, với trung ương đoàn, với liên hiệp thanh niên là cố gắng đưa những cái sản phẩm của doanh nhân trẻ Việt Nam vào chế biến sâu và tạo ra những sản phẩm có giá trị để xuất khẩu để tạo thương hiệu cho người Việt. Rất là xúc động và cảm thấy hừng hực khí thế cho một nhiệm kỳ mới, và cũng hy vọng là đây cũng sẽ là một năm khởi đầu rất là xuất sắc, có những thành tựu mới và có những sáng kiến, có những sự bùng nổ để giúp cho hội doanh nhân trẻ Việt Nam càng ngày càng lan tỏa hình ảnh của mình trên khắp Việt Nam và cả trên thương trường quốc tế. Điều đầu tiên mà em muốn gửi gắm là chúng ta hãy đoàn kết, là vì khi mà chúng ta là một sân chơi giao thoa giữa rất nhiều người đến từ rất nhiều nơi khác nhau, rất nhiều lứa tuổi, rất nhiều ngành nghề, thì chúng ta cần phải lắng nghe, cần phải học hỏi lẫn nhau, và đoàn kết thì chúng ta sẽ làm được thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng và lớn hơn nữa. Chúng ta cũng vừa mới kết thúc cái nhiệm kỳ 6 và mở ra một cái trang mới cho cái nhiệm kỳ 7. Điều tôi cảm thấy rất là vui mừng là một cái sự đoàn kết nhất trí rất là cao trong ban chấp hành cũng như là trong ủy viên của đoàn chủ tịch để có thể bầu ra một vị chủ tịch đã từng có một cái kinh nghiệm trong một cái nhiệm kỳ. Và với cái tập thể đội ngũ của chúng ta hiện nay thì tôi hoàn toàn có một cái niềm tin tưởng và một cái kỳ vọng lớn vào cái sự phát triển mạnh mẽ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đặc biệt là khi chúng ta đang có những cái phương pháp để thích ứng với lại cái dịch Covid. Và tôi tin rằng là với cái sứ mệnh của Hội Doanh nhân trẻ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi theo những cái bước mới. Và trong cái vai trò mới là Phó Chủ tịch Doanh nhân trẻ Việt Nam, tôi tin tưởng rằng với cái sức mạnh của cái sự đoàn kết, sáng tạo, tiên phong và vững bước của doanh nhân trẻ Việt Nam, kế thừa cái tinh thần truyền thống của các thế hệ trước, và chúng ta kiên định với cái sự mở cửa và cái sự phát triển của đất nước sẽ giúp cho doanh nhân trẻ có một cái hướng đi mạnh mẽ hơn và phát triển những cái nhiệm vụ mà đã đặt ra. Chúng tôi sẽ quyết tâm đoàn kết, vững tin và mạnh mẽ để đưa con tàu doanh nhân trẻ Việt Nam của chúng ta tiến xa hơn, vươn tầm quốc tế và khẳng định được các doanh nhân trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập và đồng hành cùng phát triển với chính phủ. Ông Đặng Hồng Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2025. Ở nhiệm kỳ 7 này thì với cái định hướng mà Trung ương Hội sẽ đề ra sau khi cái đại dịch Covid-19 có vẻ ổn hơn, thì chúng tôi sẽ có những cái hoạt động để hỗ trợ thiết thực hơn cho hội viên, những cái chương trình
xúc tiến thương mại, giao thương, những cái chương trình chuyển đổi số, những cái chương trình mà gắn với lại các cái đối tác nước ngoài, các cái hiệp hội nước ngoài cũng sẽ được đẩy mạnh để nhằm tạo một cái hệ sinh thái lớn hơn cho hội doanh nhân trẻ Việt Nam. Rất là nhiều bạn trẻ thế hệ kế thừa các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc tham gia trong cái nhiệm kỳ 7 này. Tôi mong với một cái luồng gió mới, với một cái năng lượng dồi dào, với những cái ý tưởng mới và với sức trẻ, các bạn sẽ cùng với lại các câu lạc bộ trong hội và các cái hội địa phương sẽ có những cái chương trình hành động thiết thực hơn, hiệu quả hơn để nhằm giúp ích cho hội viên. Để ghi nhận sự đóng góp tích cực, những cống hiến của các cá nhân cho tổ chức hội và phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng huân chương lao động hạng 3 cho tập thể Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và cá nhân ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. 12 cá nhân cũng được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về phong trào doanh nhân trẻ và phòng chống dịch COVID-19.